Chương 5. Đạo cương nhu. Người ta ở đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái đau khổ của sự nhục thật là một thứ đau khổ thiết tha hơn tất cả sự đau khổ ở đời, cho nên thà chết chứ chẳng chịu nhục và dùng nhu nhược để thẳng cường cương. Ai cũng có lòng tự ái, không ai muốn cảm vào lòng tự ái của mình. Do đó nếu mình dùng bạo động thì tàn bạo ắt sinh ra, lệ oán mà bảo oán thì oán oán tập chồng, lệ dĩ nhiên nó phải như vậy. Do đó dùng nhu thuật để tức là tránh được sự đụng chạm đến lòng tự ái của mọi người. Dùng nhu thẳng cương tức là nhường nhịn, lãnh mình để làm cho cái đà tấn công của đối phương rơi vào trụ không không, như gặp phải chiếc thuyền không của Trác Tử. Và để ứng dụng được đạo cương nhu thì phải là một người làm chủ được lấy mình, đạt được tinh thần đại dũng. Chương 6. Biết sống. Khôn chết, dài chết, biết sống. Mình phải biết lúc nào khôn, biết lúc nào dài, nghĩa là biết thời, biết thế, chẳng qua biết chọn một chữ thời. Người thông minh mà biết làm ngu mới thật là khôn kín. Biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Bây giờ mình chia sẻ chương 5 trước nhé. Đạo cương nhu. Thì em xung phong nói trước. Thì em thấy là ở đời thì ai còn có cái lòng tự ái ấy. Và họ nói là thà chịu chết chứ mà không chịu nhục ấy. Cho nên là khi mà mình dùng kỹ thuật cương nhu này ấy, thì sẽ không chạm đến lòng tự ái của họ đấy. Và dùng nhu nhược thì để thẳng cường cương đó. Và dùng nhu thẳng cương tức là mình nhường nhịn, lãnh mình để làm cho cái đà tấn công của đối phương ấy, nó rơi vào cái chỗ không không, giống như là gặp phải chiếc thuyền không của Trang Tử ấy đó. Và để ứng dụng được cái đạo cương nhu này thì phải là những cái người mà họ làm chủ được bản thân mình, và những cái người mà có cái tinh thần khí thế là đại dũng ấy đó. Nếu như còn mình không khống chế được cái tình cảm xúc bản thân mình ấy, làm chủ được mình ấy, thì mình không nên áp dụng cái đạo cương nhu này ấy. Đạo cương nhu là mình sẽ dùng nhu thắng cương cường, là thiên hạ là gốc mềm lại thường thắng được cái gốc cứng của thiên hạ. Dùng nhu không phải là một vấn đề tuyệt đối. Lạm tương như đối với Liêm Pha thì dùng nhu đạo, nhưng đối với vua Tần thì lại dùng đến cương đạo một cách triệt để. Mình phải sử dụng cương và nhu đúng lúc, đúng thời điểm thì nó mới hiệu quả. Không phải mình lúc nào cũng nên dùng sự cương cường chính trực vào mọi chuyện. Nó sẽ dễ đánh vào cái lòng tự ái của người khác. Mà hay đó, mình có thể vừa đánh vừa so, có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục, mà cũng có thể khiến cho bản thân mình kết thêm một người bạn thay vì tạo ra một kẻ thù. Dạ, em xin hết phần chia sẻ của chương 5. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chương 6 nhé. Bây giờ em tiếp tục chia sẻ cái chương 6 ấy. Đó. Thì trong chương 6 là sống. Thì ở trong cái phần này thì tác giả đã khẳng định ngay từ đầu luôn ấy. Khôn chết, dài chết, biết sống. Tức là mình phải biết lúc nào khôn, biết lúc nào dài. Nghĩa là biết một chữ biết thời, biết thế ấy. Và chung quy lại là biết một chữ thời. Đó. Và người ta nói rằng là người thông minh thì biết lúc nào ngu mới thật là khôn kín ấy. Đó. Và thực tế thì mình biết mình, biết người thì trăm trận trăm thắng. Và em thấy điều đó cũng đúng trong cuộc sống ấy. Đôi khi có nhiều người ấy, họ không ai thích là người khác tài giỏi hơn mình ấy, cho nên có cái sự ganh ghét đố kỵ ấy. Cho nên mình phải biết được là lúc nào nên mình nên thể hiện mình ấy. Và cho dù mình có tài nhưng mình cũng phải biết khiêm hạ, chứ đừng gọi để cái tài đó cái tài kèm theo cái tôi quá cao ấy thì nó sẽ gây ra cái sự hiềm khích đố kỵ đối với người khác ấy. Đó. Nhưng mà đúng là cứ mồm miệng đỡ chân tay nhỉ mọi người nhỉ. Thường con nít xinh người ta nói biết nói chuyện trước thì nó sướng hơn là biết đi chứ. Vừa rồi là phần đúc kết bài tập tuần 4 của xóm 4 chúng tôi. Xin cảm ơn ban tổ chức, các anh chị em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.